Hello, chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Khải Sâm. Thì ngày hôm nay Khải Sâm làm một video hướng dẫn cho anh em tải con Go 88 linh chuẩn nhất. Thì những anh em tín đồ của Go 88 thì còn nhắn tin rất nhiều, bảo linh cũ không vào được. Đấy, bây giờ là anh em, rất nhiều anh em nhé, rất nhiều anh em là đang chơi còn tiền. Có thể là anh em đang lo sợ vấn đề là trang Go 88 là bị thế này thế nọ này. Thực ra chia sẻ anh em luôn, không hẳn thì con Go 88, rất nhiều cái tựa game bài lớn khác ấy, thì nó cũng bị nhà mạng quét đấy anh em. Khi nhà mạng quét thì bắt buộc là cái đường link sẽ thay đổi, thấy không? Trước thì anh em có thể là dùng cái đường link cũ, dùng Go 88 VIP đối với điện thoại, còn anh em vào dùng bản web ấy là dùng play Go 88 VIP. Thì từ ngày 16 tháng 3 ấy, vì vấn đề là nhà mạng nó quét cái đường link đó, thì bây giờ là cái đường link đó lại anh em không vào được. Đấy, thì hôm nay Khải sẽ làm một video, sẽ là hướng dẫn anh em một cái đường link mới nhất, chuẩn nhất con game bài Go 88 anh em nhé. Thì vẫn như là thói quen cũ của anh em chơi đúng không, là cái đường link cũ của Go 88 thì anh em cũng biết rồi đúng không. Khải sẽ để bên này nhá, ok này, link cũ này, anh em vẫn là vào web anh em bấm go88.vip này, ok này. Thì khi anh em vào ấy thì bây giờ nó sẽ hiển thị là cái thông tin này, bây giờ cái trang này nó bị lỗi này, anh em không thể vào được đúng không. Đấy, khi bị lỗi thì anh em lại bắt đầu, anh em một số anh em chơi đang chơi dở ấy, anh em lại cứu của anh em lại cũng vào web, anh em bấm tải này, Go này 88 này mới nhất này. Đấy, anh em lại bấm vào web, anh em lại là người nhân chức tải của Go 88 mới nhất. Đấy, thì nó ra rất nhiều cái đường link nhé, đường link ảo này, đường link quảng cáo này. Đấy, rất nhiều trường hợp trong nhóm cũng như một số anh em ấy, Khải biết đấy, anh em tải về anh em cài đặt được ấy, thì khi anh em chơi nhá, anh em có lãi nhưng anh em lại không thể rút được. Đấy, thì mình gọi đó là một cái đường link fake, link rác. Đấy, chứa là hút máu anh em, câu view câu like anh em thôi. Ok, thì để anh em chơi cái con game bài Go 88 một đường link chuẩn nhất của con game, thì anh em bây giờ anh em bấm nha, ok này, anh em bấm cái đường link mới này, Go 88 này, anh em nhớ là Go 88 này, g nhá, .com, ok. Đấy, khi anh em bấm cái đường link chuẩn mới nhất ngày 16 tháng 3 nhé, thì anh em sẽ ra cái giao diện này, giao diện của Go 88 này, thì đừng cờ bạc online, được chưa? Đối với anh em thể là chơi nhanh bản web này, có thể tải bản cài đặt này, anh em chơi nhanh bản web này, đây, anh em bấm vào chơi nhanh bản web nhá. Ok, anh em đợi một chút, khi anh em bấm vào nhá, thì nó sẽ hiển thị cho anh em là một mục đăng ký này, một mục đăng nhập này. Đối với những anh em mà đã có nick rồi, thì anh em thể bấm đăng nhập nhá, anh em thể là nhập tên nick này, mật khẩu này, mã xác thực này, anh em có thể là ok này. Đấy, còn những anh em mà chưa chơi nhá, mới tải về thì anh em vào mục đăng ký nhá, mục đăng ký. Đấy, Khải có thể là làm ví dụ cho anh em này, ok này, ok này, mật khẩu nhá, mật khẩu có thể là anh em đặt cái gì dễ nhớ được, ok này. Khi anh em bấm xong này, anh em đăng ký này. Đó, ok này, khi anh em đăng ký xong nhá, là anh em chờ một chút để nó tải dữ liệu game đúng không. Đấy, khi anh em vào nhá, anh em thể là đặt tên này, tên hiển thị, tên nhân vật của anh em, ví dụ là Khải sẽ đặt là Khải Sâm, ok này. Khi anh em đặt tên nhân vật nhá, anh em bấm xác nhận, ok này. Thì khi anh em vào một cái đường link chính thống ấy, link chuẩn của con game Go 88 ấy, thì nó sẽ ra giao diện này nhá. Đấy, như anh em chơi lâu ấy, anh em có thể sẽ biết được cái giao diện này nó là giao diện chuẩn chưa, đúng không? Còn một số anh em mới nhá, có thể anh em là nghe một số bạn bè giới thiệu này, đấy, cũng biết được con Go 88 này, thì anh em thể là anh em tải về nhá, anh em phải ra đúng giao diện này, đúng không? Thì trong giao diện này có rất nhiều tựa game, có thể anh em trải nghiệm, anh em thể là chơi, anh em thể kiếm tiền được. Đấy, đối với trường hợp nhá, anh em dùng bản web nhá, ok này, đây là bản app anh em nhé, bản web, bản web, thì anh em sẽ vào đây, ok này, anh em vẫn vào cái chỗ tải nhanh nhé. Thì anh em để ý chưa, anh em để ý bên tay phải màn hình này, nó có chữ tải app này, thấy chưa, anh em bấm tải app nhé,
thể anh em bấm tại app đây. Ok chưa? Đấy, thì anh em sẽ làm theo cái đó. Đấy. Thì video này Khải làm và Khải sẽ chia sẻ cho anh em những cái tín đồ anh em chơi con Go 88, một cái đường link mới nhất để anh em vào chơi. Để anh em có thể là lấy lại tiền, anh em có thể kiếm tiền. Đấy. Thì video của Khải làm ấy thì chia sẻ anh em như vậy. Thì có thể là anh em nào mà chưa nhớ hoặc là không nhớ cái đường link ấy, thì Khải sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả. Anh em có thể là xem video, anh em vào phần mô tả lấy đường link tải cái game chơi. Ok chưa? Thì video của Khải xin phép được dừng lại tại đây. Thì anh em có thể thắc mắc ấy, thì anh em có thể là để lại phía bình luận. Thì hàng ngày Khải sẽ cập nhật cho anh em những cái thay đổi, cái gì mới nhất cho anh em nắm được. Ok, thì hẹn anh em ở video tiếp theo nhé. Chào anh em.